Xin chào quý khán giả của kênh Trong Thế Giới Xe. Và các bạn ơi, hiện tại thì Kim Anh đang có mặt tại showroom của Audi tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng thấy là phía đằng sau này có rất là nhiều xe đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ dành nhiều thời gian để review cho các bạn về một dòng xe, đó là Audi A7 Sportback. Và chắc chắn là dòng xe này cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì nó có gì thú vị ở Audi mà nhiều người mê? Nào, đi vào đây. Đây, em Audi A7 này đang được mở đèn sẵn để review cho quý vị có thể chân thật hơn. Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong nhé. Đầu tiên thì quý vị cũng có thấy là cái phần đầu xe này nè, nó được làm theo kiểu suông dài xuống, bởi vì nó là một cái dáng của Audi A7 Sportback rất là thể thao, nên là cái hình cái tướng mà làm suông dài xuống thì trông sẽ là khỏe khoắn và nó mướt mát hơn. Chúng ta cũng có thể thấy là anh lại gần đây phần đèn của A7. Thì chúng ta thấy là ở đây là có hai đèn. Nếu như mà theo những cái mẫu truyền thống trước của Audi á, thì cái phần đèn ở phía này là một khối, nhưng còn với con A7 á, thì phần đèn này được chia làm hai. Và đặc biệt hơn là phần đèn ở phía trên này, chúng ta thấy là theo đường vạch, tướng rất là khỏe khoắn và thể thao quý vị. Và đặc biệt là với cái dòng đèn này sẽ được cảm biến, tức là nếu như mà thời tiết sáng thì đèn sẽ tự hạ nhiệt xuống, tự hạ nhiệt, và cũng như là thời tiết hoặc là ở băng tối, quá tối thì đèn sẽ tự sáng hơn. Tiếp theo thì mời các bạn sẽ cùng chiêm ngưỡng phần lưới tản nhiệt của A7. Mình thấy đây là một cái phần đa giác 6 cạnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở 6 cạnh này thì phần lưới này được tản nhiệt là một phần lưới dài. Và chính điều đó thì sẽ giúp cho xe của các bạn có thể mát hơn. Và bên cạnh đó là cái phần hình dáng như thế này, đa giác 6 cạnh, cũng làm cho cái Sportback A7 này thì trông khỏe khoắn và đẹp hơn. Tiếp theo thì mình sẽ đi qua phía bên đây. Các bạn cũng thấy là ở phần mui xe thì có các cái đường vân. Đây, các cái đường vân xe. Cái này gọi là vân xe, nhưng mà vì con này là con A7 Sportback thì chúng ta cũng có thể cảm giác giống như kiểu là khi mà mình đi tập gym á, các anh đi tập gym thì sẽ có phần cơ bắp ở đây, thì sẽ có các đường vân trên cơ bắp của mình. Thì cái con A7 Sportback này cũng vậy, cái phần mui xe của nó cũng tạo đường vân và tạo cho mình một cái cảm giác rất là thể thao, rất là khỏe khoắn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên này nhá. Đây, một phần xe để có thể nhìn tổng quát về xe của mình. Và mình sẽ thấy ở khu vực này là phần bánh xe là bánh xe hai vành. Hiện tại thì nó sẽ có kích cỡ là 19 cho đến 21 inch tùy theo option của mình lựa chọn. Nhưng mà quý vị có thể thấy là rõ hơn á, là đây, mời anh đi xuống đây, có thể nhìn thấy rõ đây, cái phần bánh xe được thiết kế do ra như thế này, bởi vì theo những cái dòng xe khác á, thì thường sẽ là hai bánh trước hoạt động và hai bánh sau sẽ là di chuyển theo. Nhưng mà với con Audi A7 Sportback này thì sẽ là hệ thống dẫn động 4 bánh, sẽ giúp cho xe của mình có thể đi nhanh hơn, và cũng như là đây là một trong những cái đặc biệt của Sportback. Tiếp theo thì mình sẽ khám phá cái gương chiếu hậu của Audi A7 Sportback. Điều ở cái gương chiếu hậu này thì có cái điều gì đặc biệt đây? Mình cũng thấy là có cái tích hợp cả đèn LED để cho giúp cho mình khi mà sang đường, và đặc biệt là phía dưới này cũng có thêm một cái camera. Và với cái hình dáng của cái gương chiếu hậu này thì rất là thể thao quý vị, nhìn rất là đẹp, và nói chung là ghép vào bên trong xe nhìn tổng quan là phù hợp hết. Và đặc biệt là với những cái gương chiếu hậu của những cái dòng xe khác thì sẽ được thiết kế ở trên vành này, nhưng mà với cái dòng xe Audi A7 Sportback này thì được thiết kế ở trên phần cánh. Phần cánh này thì cái gì đặc biệt đây, cái phần gương này không viền á, nhìn tướng rất thể thao, rất đẹp. Và tiếp theo thì mời các anh sẽ cùng đi ra phần phía sau xe nha. Nhưng mà ở chúng ta thấy là cũng cái thiết kế đằng sau cũng là một cái thiết kế suông xuống, nhưng mà không biết là với cái người mà ngồi ở phía sau á, thì có bị đụng đầu hay không, thì lát nữa Kim Anh sẽ vào bên trong thử nội thất. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta tiếp tục cái phần bên ngoài này. Đây, cái hệ thống đèn hậu nè, có thấy là được kéo dài vừa theo cái chiều ngang của cái xe. Và đây cũng là một cái hệ thống đèn LED electric. Cái hệ thống này cũng thấy là các bạn cũng thấy như cái đường vân ở phía trên, y như cái đèn chiếu ở phía đèn chiếu ở trên luôn. Rồi, tiếp theo thì xuống dưới này, chúng ta thấy một cái bất ngờ là không thấy cái bô xe đâu cả. Đố các anh mà tìm được cái bô xe ở đây. Nhưng mà thật ra là cái bô xe được giấu vào trong này nè quý vị. Và chính vì nó giấu như vậy nên là cái tổng quan mà chúng ta nhìn về cái Audi A7 Sportback này rất là đẹp. Thật sự thể thao và cái phần thiết kế của nó rất là thông minh. Và chúng ta thường nghe là Audi A7 Sportback là 4 cửa, nhưng mà Kim Anh
đố quý vị là cái xe này nó tới 5 cửa lận. Vậy bây giờ tìm thử xem cái cửa còn lại ở đâu nha. Đây. Đây. Nào. Đây là cái phần cốp xe. À, chúng ta cũng thấy là cái phần cốp xe này được thông với cả cái ghế đằng sau và nó khiến cho cái phần cốp xe phía sau này rất là rộng, phù hợp cho các anh muốn đi du lịch, đi phượt bằng xe hơi thì mình vẫn có thể đựng rất là nhiều đồ ở trong này. Và ở dưới này thì là đây, bánh thay thế được tiết kế và được giấu ở phía dưới này rất là gọn nhẹ. Rồi bây giờ thì mình cùng vào bên trong nội thất nhé. Trước khi vào bên trong xe thì mình sẽ tiếp tục cái mặt phía bên trong của cánh cửa nha. Là ở đây quý vị thấy là có cái hệ thống loa, hệ thống 19 loa được trang bị. Và nếu như mà các anh hoặc là các gia đình của mình á, khi mà đi chơi, đi du lịch ở xa mà mình muốn quẩy nhạc ở trong xe thì chắc chắn là với cái dàn loa này là cực đỉnh rồi, quẩy là cực bao đã luôn. Rồi bây giờ thì sẽ vô cái màn hình ở cái phần khu vực buồng lái. Thì ở đây có một cái buồng lái ảo. Với cái buồng lái ảo này á, thì sẽ rất là tiết kiệm được không gian của mình. Nhưng mà ở trên đó đầy đủ các thông số đó, mình có thể điều khiển như thế này, có thể thấy được các thông số của xe. Rồi có thể coi được bản đồ. Và tiếp tục qua phía bên này thì có hai màn hình. Đây là hai màn hình cảm ứng đấy, cảm ứng có phản hồi ha. Và cái thiết kế ở đây đó, các anh chị có thể nhìn thấy là thiết kế được bọc và trang bị kéo dài theo một cái chiều ngang của xe như thế này, trông rất là sang, thật sự nhìn rất là sang và đẹp mắt, phù hợp với cái dáng thể thao. Và ở đây thì mình có thể coi thêm một cái nữa là không gian 3D để có thể kiểm soát được xe của mình ở khi mà di chuyển phía bên ngoài, mình tránh chầy xước cũng như là tránh va chạm. Đó, không gian 3D. Dùng tay lướt như thế này là có thể coi được không gian 3D của xe này. À, với những cái dòng xe bình thường khác thì chỉ coi được như thế này thôi. Nhưng mà với dòng Audi A7 Sportback thì có thể coi được rõ cả cái phần đó, cứ lướt tay là sẽ coi được hết cái phần không gian 3D phía bên ngoài xe nha quý vị. Rồi, ở đây là khu vực ngồi thoải mái, có trang bị đầy đủ các cái như là kiểu tích hợp nè, để nước nè, rồi gạt tàn thuốc ở khu vực phía trên này. Và đó, quý vị có thể nhìn thấy cái nội thất phía bên trong được thiết kế rất là sang trọng. Và cái dáng của nó cũng rất là khỏe khoắn, phù hợp với cái dáng thể thao. Sau khi mà mình khám phá cái cabin ở trên và trong cái lúc mà mình coi ở phía bên ngoài xe thì Kim Anh cũng thắc mắc là không biết là với cái thiết kế suông xuống thì với cái người ngồi đằng sau có bị chạm đầu không? Bởi vì những cái người cao lưng dài á, thì mà ngồi mà cái này được suông xuống, được thiết kế suông xuống, cái mui cũng như là chuỗi xuống như thế này thì rất là dễ bị chạm đầu. Nhưng mà vào bên trong ngồi thử quý vị, rất là thoải mái. Dư cả khúc lưng của Kim Anh cũng dài á, nhưng mà khi ngồi đây ngồi thẳng hết lưng lên, vẫn dư cả khúc ở phía trên này, thoải mái. Và ở dưới này thì cũng rất là mát mẻ, bởi vì Audi A7 Sportback á, là thiết kế 4 vùng điều hòa độc lập. Tùy mỗi người, mỗi cái thể trạng khác nhau, người nóng, người lạnh khác nhau, thì mình hoàn toàn có thể thiết kế cũng như là mình đặt cái nhiệt độ phù hợp với cơ thể của mình, không bị quá lạnh hoặc là không bị quá nóng, không ảnh hưởng đến ai cả. Và dưới này cũng có những cái hệ thống âm thanh đó, được thiết kế rất là đã. Và cũng giống như là ở phía trên thì ở dưới này, hai người ở dưới đều có thể điều chỉnh được nhiệt độ với cái màn hình cảm ứng. Và đặc biệt là giống như cái màn hình cảm ứng ở phía trên đó, thì cái cảm ứng này khi mà mình chạm vào sẽ là cảm ứng phản hồi, có nghĩa là nó sẽ rung lên cho mình biết là mình có chạm đúng hay không và không có bị chạm lệch. Rồi với những người ngồi ở phía sau, giả dụ như là gia đình mà mình đi bố mẹ ngồi trên và nhà mình mà có đi cùng với cả con cái hoặc là những anh, những chị mà có bồ dắt theo á, thì ngồi phía dưới này mình có thể hạ cái phần này xuống. Đó, ở đây mình có thể đặt nước và mình có thể nắm tay nhau rất là thoải mái ở đây. Đó, ngồi hoàn toàn thoải mái, nắm tay nhau, để nước ở đây không bị ảnh hưởng như thế quý vị nha. Thưa quý vị, đây là phiên bản Audi A7 Sportback mới nhất được Audi Việt Nam nhập về mà nãy giờ Kim Anh review cho quý vị. Và nếu như mà chúng ta cần thêm những thông tin nào về thông số cũng như là những thông tin cụ thể hơn thì có thể lên trang của Audi Việt Nam và tìm hiểu rõ hơn. Ngoài ra thì với những chiếc xe trong showroom của Audi như là Audi Q2, Q5, Q7 và Audi A6, nếu như quý vị lựa chọn dòng xe này thì sau khi liên hệ với Audi Việt Nam sẽ được nhận xe ngay lập tức. Và đừng quên like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực review thêm nhiều loại xe nữa đến với quý vị nhé. Và cũng xin được cảm ơn Audi Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để cho Kim Anh có thể vào bên trong của Audi A7 Sportback ngồi thử và trải nghiệm thử. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào.